Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Biên Hà. Nhà thờ giáo xứ Biên Hà ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương thuộc giáo phận Phú Cường. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé. Thank you.
Thank you.